Mình có thể gắn hột là 5 ly 4, 6 ly 3, 7 ly 2 tùy theo nhu cầu của mình. Và chị Lan sẽ làm chiếc nhẫn này theo tất cả đi tay, sai tay của tất cả mọi người, tất cả các cách, chỉ cần chị Lan đo, sai tay và chị Lan thực hiện y như bông và đeo vào rất đẹp, chuẩn, tuyệt vời. Bởi vì chị Lan là đơn vị chuyên tất cả những gì liên quan đến sản phẩm sưu tầm, mà sưu tầm là những cái gì phải đẹp, phải xuất sắc, phải mới, phải khó tìm, phải hiếm mới gọi là sưu tầm. Kỳ Lăng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lăng Luxury, kỳlăngluxury.com. Hôm nay, một chủ đề trong sản phẩm của showroom Kỳ Lăng đó chính là chiếc đồng hồ Rolex. Đây là một chiếc Rolex 116233, mặt bạc cọc kim cương, đờ mi vàng vàng và có kèm theo một chiếc nhẫn đờ mi vàng hồng Rolex. Đây là sự so sánh hai màu nha. Khi quý khách thích đồng bộ thì mình sẽ đặt chiếc nhẫn màu vàng vàng chung với chiếc đồng hồ vàng vàng, hoặc quý khách thích chiếc đồng hồ vàng hồng Rolex thì làm chiếc nhẫn Rolex luôn cũng được, tùy theo nhu cầu của quý khách. Đây, ví dụ như chiếc đồng hồ này là màu vàng vàng, đờ mi vàng vàng, và chiếc nhẫn này là đờ mi vàng vàng. Do Kỳ Lăng không đeo rồi, bởi vì chiếc nhẫn này chưa gắn hột kim cương chủ. Mình có thể gắn hột là 5 ly 4, 6 ly 3, 7 ly 2 tùy theo nhu cầu của mình. Chiếc này gắn hột rồi. Và Kỳ Lăng sẽ làm chiếc nhẫn này theo tất cả đi tay, sai tay của tất cả mọi người, tất cả các cách, chỉ cần Kỳ Lăng đo, sai tay và Kỳ Lăng thực hiện y như bông và đeo vào rất đẹp, chuẩn, tuyệt vời. Vâng, và đi sâu vào trọng tâm, đi sâu vào chủ đề chính, đó là một cái đồng hồ đờ mi. Và Kỳ Lăng là đơn vị chuyên cung cấp tất cả những đồng hồ Rolex chính hãng, sưu tầm, hàng line new và hàng new, không bán hàng cũ quá nha, tất cả sản phẩm sưu tầm. Bởi vì Kỳ Lăng là đơn vị chuyên tất cả những gì liên quan đến sản phẩm sưu tầm, mà sưu tầm là những cái gì phải đẹp, phải xuất sắc, phải mới, phải khó tìm, phải hiếm mới gọi là sưu tầm. Và đây là một cái con đờ mi, và Kỳ Lăng sẽ đeo vào cho quý khách xem. Wow, quá đẹp, quá xuất sắc. Và Kỳ Lăng thử thay chiếc nhẫn chưa gắn hột vào thử. Đây, đờ mi vàng vàng nè, vàng 18K, vàng của hãng đó. Và chiếc nhẫn Kỳ Lăng chế tác vàng trắng, xen kẽ vàng vàng và kim cương. Hột chủ kim cương to, Kỳ Lăng chưa có gắn, để phù hợp với nhu cầu của khách, để theo yêu cầu của khách, để theo ý muốn của khách, Kỳ Lăng sẽ gắn hột theo yêu cầu. Và Kỳ Lăng gắn cái chiếc nhẫn đã có hột rồi. Và đây là mẫu tròn theo chiếc đồng hồ, và thêm một mẫu đó là mẫu hình chữ nhật và đờ mi hoặc là full vàng theo chiếc đồng hồ. Có nghĩa là quý khách đeo chiếc đồng hồ đờ mi vàng vàng hoặc vàng hồng thì Kỳ Lăng sẽ làm chiếc nhẫn đờ mi vàng vàng hoặc vàng hồng theo chiếc đồng hồ. Còn nếu như quý khách đeo một chiếc đồng hồ full vàng hồng hoặc full vàng 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 thì Kỳ Lăng sẽ làm một chiếc nhẫn Rolex nguyên chiếc bằng full vàng hồng hoặc nguyên vàng vàng theo cái chiếc đồng hồ chúng ta đang đeo. Và thêm một dịch vụ của Kỳ Lăng nữa nha. Cụ thể là khi khách dùng chiếc đồng hồ này, cho dù là thép, vàng hồng, vàng Rolex hoặc là full vàng, bất kỳ mẫu nào của Rolex, quý khách muốn biến cái vòng benzo này thành một cái vòng benzo full kim cương thì liên hệ với Kỳ Lăng. Kỳ Lăng sẽ làm một cái vòng kim cương bằng vàng nguyên khối khác như thế này và đính lên full kim cương, và thay cái vòng kim cương gốc này ra để cắt đi, mình thay vào nó sẽ như thế này, chiếu lấp lánh, sang trọng cực kỳ, đỉnh cao luôn. Hoặc là quý khách muốn đính kim cương lên trên max của đồng hồ, Kỳ Lăng đính luôn, full luôn cũng được, full luôn cũng được, full luôn cũng được. Vâng, nói chung là quý khách có ý tưởng gì, nhu cầu gì, Kỳ Lăng sẽ thực hiện ý tưởng và nhu cầu đó của quý khách thành hoàn thiện. Và quý khách có nhu cầu tất cả những sản phẩm về đồng hồ Rolex chính hãng, line new, lướt line new và new, hãy liên hệ với Kỳ Lăng theo số hotline 0901 247 247.
hoặc là có cách subscribe đăng ký kênh YouTube này, hoặc là like theo dõi trang fanpage này để cập nhật những video về những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao trong thời gian sắp tới, hoặc là có cách truy cập trực tiếp vào website kylanluxury.com để theo dõi, để xem những mẫu sản phẩm của Kỳ Lân Luxury. Xin trân trọng cảm ơn, kính chào và tạm biệt tất cả quý khách. Chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.